Trong ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2021, các bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ và phụ nữ cho con bú. Trước đó, các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai việc đăng ký đến các phường xã rồi tổng hợp danh sách gửi sở y tế để được phân bổ thuốc. Đối tượng là những thai phụ đang mang thai trên 13 tuần tuổi và phụ nữ đang cho con bú. Sau đó, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có nhiệm vụ chuyển số vaccine theo số lượng đã đăng ký đến các bệnh viện để tổ chức tiêm cho thai phụ. Riêng phụ nữ đang cho con bú được tiêm tại trạm y tế phường xã. Theo số liệu của Sở Y tế Đồng Nai, đợt này phân bổ 146.250 liều vaccine của Pfizer và 161.000 liều AstraZeneca để tiêm cho nhiều đối tượng. Trong đó, vaccine của Pfizer được tiêm cho thai phụ, phụ nữ đang cho con bú và tiêm cho người 65 tuổi trở lên về công tác tiêm chủng, đến nay Đồng Nai đã có 1.065.284 người được tiêm vaccine COVID-19, chiếm tỷ lệ trên 71,2% đối tượng trên 18 tuổi, trong đó 72.279 người tiêm đủ liều.